Kỷ niệm 5 năm tiếp tục giới thiệu những gương mặt ấn tượng bước tiếp vào vòng chung kết là Sinan, Nguyễn Huy, Trúc Ly, Chế Dũng và Nguyễn Văn Minh. Cùng với màn đối kháng thể loại acoustic, các thí sinh được sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên ban nhạc Echo Sài Gòn, guitar Lê Huy, violin Quang Phúc, nghệ sĩ trống Quang Triệu, tambourine Hoàng Thành. Hôm nay, những cái tên cuối cùng bước vào vòng chung kết sẽ lộ diện, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ bởi các nhân tố mới lạ nhất suốt năm mùa giải. Quán quân nhỏ tuổi nhất hỗ trợ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất của Solo cùng Bolero 2018. Em tốt nghiệp Đại học Hàng không Embry Riddle ở Daytona Beach, Florida. Đúng là chất Mỹ á, hay là Bolero kiểu Mỹ á, là phải có những cái nắm đấm rất là mạnh. Cái màu sắc rất là mới cho Solo cùng Bolero. Một món ăn lạ nhất trong cái đêm hôm nay. Phi Nhung giờ đang nghĩ tới Henry. Vậy đi. Khẳng định lần nữa là trong team Nhung chỉ có Mạnh Quỳnh mà thôi. Hãy cùng đón xem trong tập hôm nay. Chương trình trên đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Và các thí sinh tham gia đối kháng đầu tiên là ai? Chúng ta cùng xem nha. Chào em. Giờ em đến từ Long Khánh, Đồng Nai anh. Anh ở quê hương Vĩnh Long. Cũng rất là vui mừng, cái người đó trang lứa thì thấp hơn mà rất là hot boy. Em cũng không ngờ là cái thí sinh mà thi em là... Anh cũng bất ngờ lắm, mà vô đây gặp em là anh rất là mừng. Em thường là ở nhà làm nghề gì? Dạ em làm rải. Anh thì làm nông. Tôi rất là vui tính. Còn gặp lại bạn kia rất là hiền hậu, cũng vui tính. Em cũng chưa biết cá tính mình như thế nào, chắc để khán giả sẽ nhận xét. Anh chúc em nhiều sức khỏe. Em đoán coi ca sĩ nào sẽ hỗ trợ cho mình? Em không thể nào mà đoán được anh ơi. Đào Duy Khánh. Và rõ ràng đây là một cặp đấu cân tài cân sức. Nếu so về việc làm mà hai thí sinh đang làm đều gắn bó với từng tấc đất mảnh vườn nhưng lại yêu mến dòng nhạc Bolero. Để xem Trương Dũng sẽ có màn đối kháng như thế nào với Thanh Trà. Và trận đấu xin được bắt đầu. Thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao, những lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua những tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo. Làm sao ước mơ duyên tơ mai sau, tôi sợ ngang trái là mầm gửi chua xót thương đau. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà gần bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở nàng bên sông, mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen.
tôi thấy trong tâm tư xôn xao những lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao dám mở duyên tơ mai sau. Tôi sợ ngang trái làm mong đời Chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không xa mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà gần bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao dám mơ giờ duyên mai sau. Tôi sợ ngang trái làm mong đời Chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Trong xa mơ, nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh tim hồng, em báo tin mừng
nhiều may mắn. Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Đời em nhiều may mắn. Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Và chúng ta không quên dành một tràng vỗ tay để cảm ơn Á Quân Solo cùng Bolero 2016 Duy Khánh đã hỗ trợ cho các thí sinh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ạ. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ được lắng nghe những nhận xét của giám khảo. Phải nói là đến với nhạc Bolero, thật sự là người đã từng trải thì sẽ hay hơn. Bạn Thanh Trà đến với Bolero thì anh thấy bạn vẫn còn mới mẻ quá. Thật sự ra chưa tính tới chuyện từng trải thì bạn vẫn chưa thể hiện tốt với dòng nhạc Bolero. Bạn phải cố gắng thật nhiều. Rồi còn bạn Trường Dũng thì em hát hay lắm. Giống như là em đang tự sự vậy. Giống như em đang kể chuyện tình của em. Hát rất là mùi. Có một số lỗi giống như là cái câu đầu tiên không có vững, nó bị lung lay, sau đó em vô mới ngọt. Cứ câu đầu tiên là em bị lỗi nhỏ như vậy thôi. Mình rất thích cách của em hát. Xin chúc mừng cho hai bạn. Cảm ơn giám khảo Đan Trường rất nhiều. Với Trường Dũng thì nhưng thấy là giọng hát rất là đẹp mà có đã từng trải nữa, nó có cái cảm xúc. Trà thì em có một cái giọng rất là đẹp nhưng mà cái nhấn nhá em không có, giống như là em hát em học thuộc lòng bài rồi em lên em trả bài vậy thôi. Nhưng mà chị nghĩ là em bắt đầu nghề nó dạy nghề với nhau thì chị nghĩ là em sẽ có khả năng. Cảm ơn chị Phi Nhung rất nhiều ạ. Còn giám khảo Mạnh Quỳnh ạ? Anh cho Trường Dũng thì Mạnh Quỳnh cũng không có biết nhận xét như thế nào. Tại vì cái giọng anh đã quá đầy đủ. Thì em mong rằng anh sẽ về mình nghiên cứu thêm, coi mình có những cái chiêu gì mới hơn trong cái bài hát, cho nó tạo một cái gì đó khác với người ta. Thanh Trà thì em có một cái giọng rất là ngây thơ lắm. Thì anh mong rằng em sẽ cố gắng nhiều thêm nữa. Ok, chúc mừng em, chúc mừng Dũng. Vâng, cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh rất nhiều ạ. Tôi nhớ mãi Trường Dũng có cái tên là Hinox á. Hôm nay bạn nói Trường Dũng ha, nó có vẻ cái tên cái gì nó phải nghệ sĩ hơn. Và rõ ràng bạn hát rất là hay. Bạn có một sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Thường là các bạn có cái giọng ca như vậy hay phô diễn cái giọng ca kinh khủng lắm. Hôm nay bạn có cái sự điềm tĩnh, tiết chế. Nếu có một cái gì đó mà phải cho em đi đường dài thì cần một cái sự đột phá hơn nữa. Như các anh chị nói, vẫn còn thấy giống cái gì đó, em phải cố gắng thêm. Còn anh chàng làm rẫy đúng không? Tôi hơi bất ngờ. Rẫy sao trắng vậy ta? Dạ thật sự là công việc của em là làm rẫy với lại phù hồ ạ. Nhưng mà trước khi đi làm là em thoa chống nắng. Em có một cái gì bản năng á, phải nói là cái sự trong sáng đến với Bolero. Nó thiếu cái sự cảm xúc và trình diễn một bài hát. Thì em thứ nhất lên nghe nhiều hơn, tìm hiểu ca khúc kỹ hơn về nội dung thì cần thêm thời gian thật sự, nhưng mà thời gian phải ngắn lại. Chúc mừng em. Vâng, một lần nữa cảm ơn bộ tứ giám khảo của chúng ta rất nhiều. Và để xem là anh Trường Dũng có tiếp tục lợi thế của mình với kết quả cuối cùng này hay không. Tôi xin được công bố người chiến thắng, đó chính là Trường Dũng. Và bây giờ để xem cặp đấu tiếp theo là ai, chúng ta cùng theo dõi video clip quý vị nha. Xin chào bạn. Chào anh, hỏi bạn tên gì? Em là Quang Đề. Quang Đề. Anh là Minh Trung. Anh đến từ Cộng hòa Séc. Anh là người đâu ạ? Anh người miền Trung, người Hà Tĩnh. Vậy em cũng là người Trung rồi. Thế à? Anh Trung là chính Trung, rất là nam tính. Em thì nhìn nó bụi tí, thì nó rất là hợp với em. Bạn nhìn rất là phong độ, đẹp trai. Mình nghĩ là bạn hát rất là tốt. Anh đã qua bên kia lâu chưa ạ? Anh qua được hơn 10 năm. Và hiện tại bây giờ đang làm kinh doanh bên đó. Anh ở ngoài về thì chắc là giọng cao của anh chắc là rất là khủng. Cho nên em cũng đang rất là lo. Cùng được vợ đồng viên để về đi thi. Đó cũng là niềm đam mê từ thuở nhỏ, cũng là sự đồng viên của tất cả mọi người. Anh nghĩ là anh Thiên Bảo. Thiên Bảo. Em thì rất thích là giọng của anh Lê Minh Trung. Anh Lê Minh Trung là cùng tên với anh. Wow. Theo mình được biết thì Hoài Long là từ cải lương vượt qua dòng nhạc Bolero rất là ngọt ngào, thì mình cũng yên tâm phần nào. Người tình không đến. Thưa quý vị, có lẽ qua đoạn video clip chúng ta dễ dàng nhận thấy hai phong cách hoàn toàn trái ngược, phải không ạ? Sẽ mang đến một màn đối kháng như thế nào đây? Đầu tiên xin được giới thiệu Việt Kiều Cộng hòa Séc Minh Trung.
Và đối thủ của anh đó chính là Quang Đệ. Trận đấu bắt đầu. Và ngoài kia vẫn mưa rơi,
tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hại hùng. Bên nhau phút giây này giờ ngày mai cách xa nhau. Sơ câu tà tư và sơ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Ánh đèn thật buồn, cô đơn càng rét mướt. Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người, ngại ngùng tôi đứng trông em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến. Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mau. Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên. Sân ga đón tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho ca sĩ Võ Hoài Long đã hỗ trợ cho hai thí sinh Minh Trung và Quang Đệ trong phần thi này. Cảm ơn Võ Hoài Long rất nhiều ạ. Quý vị khán giả, như Phương Hiếu đã chia sẻ đấy, vẫn giữ là một chương trình top đầu thu hút lượng thí sinh đăng ký rất cao trên sóng đài truyền hình Vĩnh Long từ mùa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và cả mùa này. Solo cùng Bolero nó vượt ra khỏi biên giới của đất nước hình chữ S của chúng ta rồi. Phương Hiếu được biết là vòng casting có rất là nhiều thí sinh Việt kiều, dòng nhạc kết nối những người Việt ở khắp Nam Châu có lẽ là một trong những cụm từ mà anh cũng cảm thấy khá là vui khi mình đứng vai trò là nhà sản xuất một chương trình thành công như vậy, phải không ạ? Phải nói là có cả sự bất ngờ nữa. Thật sự mà nói, để nó thể hiện được rằng cái dòng nhạc này nó có sức lan tỏa và ở trong lòng người ta thật sự. Lúc ấy chúng ta có gặp Võ Hoài Long á, là một người là xuất phát điểm từ là diễn viên cải lương. Thì Hoài Long sau khi mà bước ra cuộc thi á, cũng rất được nhiều người yêu mến. Trở lại thì rõ ràng niềm đam mê là có, nhưng mà rõ ràng để đứng lên sân khấu thì còn rất nhiều thứ. Phiên khuyên thật lòng là chỉ mức yêu nó và dành cho nó cái tình cảm để nuôi dưỡng nó đi thôi. Còn Quang Đệ thì rõ ràng là bạn có cái mạnh dạn sân khấu, nhưng bạn vẫn phải tiết chế. Thì anh lại là khuyên đệ có giọng hát rồi, hãy tập trung vô
cái chuyện mà làm cho nó thả lỏng ra một chút xíu. Chúc mừng cả hai bạn. Tiếp theo, anh Đan Trường luôn đi ạ. À. Cái cách hát hai bạn nó hơi còn cứng, mà cái bài hát này cần sự mềm mại. Bạn Trung, về phần kỹ thuật chưa có, luyến láy thì chưa có được nhiều. Trung phải cần cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoại hình có sẵn rồi, chỉ cần trao dồi. Còn mà bạn Đệ thì có lẽ tốt hơn. Bolero có nhiều cách thể hiện. Một là uyển chuyển hẳn, hai là mình hát theo kiểu phong cách cứng hẳn. Đệ là bị nửa này nửa kia, nên nó khó phân biệt được. Phần thi hôm nay thì hai bạn phải cần cố gắng nhiều hơn nữa. Xin chúc mừng hai bạn. Vâng, cảm ơn anh Đan Trường rất nhiều ạ. Vâng, bây giờ là ca sĩ Phi Nhung đi ạ. Cảm xúc của chị như thế nào? Khi mà Nhung phải nói về anh Minh Trung, không có ngần ngại đường xá xa xôi mà anh về đây. Đó là một cái điều mà Phi Nhung rất là ủng hộ anh. Nói về phần hát thì em nghĩ là nếu mà anh có sân khấu thường xuyên thì em nghĩ giọng hát của anh hay lắm. Bây giờ anh phải về phải tập nhiều lên nữa. Quan Đệ thì em hát rất là tốt, nó cũng hợp với cái giọng của em, và em điều chỉnh cho sân khấu cũng được, và em cũng có một cái sự thu hút của khán giả một tí. Em cũng có một cái giọng hát riêng nữa, mình tập thêm, điêu luyện thêm thì chị nghĩ em sẽ rất là good. Vâng, cảm ơn chị Phi Nhung ạ. Thì mình chỉ có một góp ý nhỏ nhỏ như thế này. Thứ nhất là Đệ, theo anh nghĩ là em không phải là chuyên giọng nhạc bolero đúng không? Giọng tốt lắm, lên xuống cao xuống thấp và phong cách biểu diễn rất là hay. Mà tuy nhiên á, cái bài này là sự nhẹ nhàng uyển chuyển chút xíu. Anh không có thích em ca cái kiểu mà nó bị hơi bị trẻ quá. Chẳng em kéo gì, tôi quen biết em giữa, anh không thích vậy, nó mất đi cái hồn của cái bài hát. Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ. Sẵn đây em xin mạnh Quỳnh Thị Phạm bằng câu đó lại mượt mà cho thí sinh mình nghe để học hỏi được không ạ? Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Đó, nghe đấy, thấy chưa? Không cần phải là tôi quen biết em, nó là một cái gì đó làm ta mệt. Em có thể em hát ít thôi, anh hy vọng trong tương lai anh sẽ thấy nếu em vô vòng trong được. Và đó chính là nhận xét của bộ tứ quyền lực của chúng ta. Bây giờ là thời khắc căng thẳng nhất để xem ai sẽ được góp mặt vào vòng trong. Người giành chiến thắng giữa cặp đấu này đó chính là, chúc mừng Quang Đệ. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ được biết hai thí sinh đến vào vòng đối kháng là ai. Xin mời. Khi mà ngồi trong phòng thì em cảm giác rất là hồi hộp, không biết là đối thủ của mình sẽ là như thế nào. Chào chị, em tên là Trúc Anh. Còn mình là Khánh Linh. Nghe giọng của chị hình như chị đến từ miền Bắc. Đúng rồi, mình đến từ miền Bắc. Em đến từ Tây Ninh ạ. Trông bạn ấy cũng xinh xắn, đáng yêu và rất là thoải mái. Thì em thấy chị là xinh đẹp, khá dễ gần. Hiện tại thì thật sự là em là sinh viên năm tư của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoại hình của bạn ấy khá ưa nhìn, chất giọng của bạn ấy rất là ngọt ngào và rất là truyền cảm. Còn chị? Ngoài cái việc đi hát ra thì công việc chính của mình là mình kinh doanh quần áo, có mở một shop nho nhỏ. Thì chị lớn tuổi hơn em cho nên cái cách cư xử của chị thì nó khá là chín chắn hơn em. Thi solo mấy lần rồi? Thì đây là đầu tiên em thi. Đây là lần đầu tiên đúng không? Cảm giác của bạn có hồi hộp như mình không? Dạ có, tại vì em cũng theo dõi chương trình này lâu rồi, nhưng mà thật sự năm nay thì em mới mạnh dạn để mà đi thi. Và khi nghe bạn ấy nói rất là dễ thương và hòa đồng, gần gũi với mọi người. Càng nói chuyện thì thấy chị càng dễ gần, chị rất là dễ thương. Đúng là một thử thách đối với em, cũng hơi áp lực tại chị vừa xinh đẹp vừa hát hay, làm nghề cũng vài năm rồi. Chị cũng là một người rất là nhiệt tình, tính cũng rất là dễ thương, hát cũng rất là hay, chính vì vậy mà em cũng rất là vui. Con đường xưa em đi và khá nổi tiếng và mình cũng rất là thích. Và như vậy đây là màn đối kháng, giữa một bên là cô sinh viên trường luật Trúc Anh và một cô gái đến từ vùng đất thủ đô Khánh Linh. Trận đấu xin được bắt đầu. Thank you.
dâng tay tên. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng huyên, hỏi còn ai có chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vơi một người xa cuối trời. Nơi đây thao thương canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ. Hỏi đường xưa mà nhớ. Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay. Đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi con ai cô chi. Anh ơi nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vơi một người xa cuối trời. Nơi đây thao thức canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ. Trăng vu quy vì mưa gió không
mòn anh bước đi. Cô nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng về, hỏi còn ai có chi. Anh ơi nhìn gió lên cây, lòng vẫn trông vời một người xa cuối trời. Nơi đây cao cước canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Anh ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, khách bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Đi một đêm trăng thanh, khách qua đường vắng tênh, chỉ còn ca sĩ Tố My đã đến với chương trình và hỗ trợ cho các thí sinh. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Tố My, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của bộ tứ giám khảo dành cho hai gương mặt xinh xắn này. Lúc anh hát á, nó rất là ngọt ngào và truyền cảm. Và anh mong rằng em sẽ ráng trao chuốt thêm chút xíu nữa thì nó sẽ hay hơn ha. Nhưng mà nhìn chung thì cái bài nãy em hát rất là tốt. Khánh Linh ơi, có thể là em ca nhạc trẻ phải không? Không hẳn là hát nhạc trẻ, em hay hát nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến á. Ồ, Trần Tiến, ok. Cái phát âm của em á, tại vì khi em hát á, anh thấy nó phô nhiều lắm. Đó là quan điểm của giám khảo Mạnh Quỳnh. Cô chị Phi Nhung. Cô Phi Nhung sẽ nói về Trúc Anh. Giọng của con rất là đẹp, con có cái cảm xúc trong bài hát. Con điêu luyện nhiều hơn thì con sẽ hay hơn. Còn Khánh Linh thì Nhung cũng giống như Mạnh Quỳnh thì Nhung nghĩ là thể loại nhạc này là không nên ép cái cách mà hát bolero mà kiểu mà đưa cái đầu lắc nó không có vô trong cái bolero một tí nào. Nhung nghĩ là bạn nên thích cái gì mà nó hợp với mình hơn. Và đó là nhận xét của giám khảo Phi Nhung. Anh Bo Đan Trường thì anh xin mời anh. Anh thấy tiếc cho bạn Khánh Linh. Khánh Linh có cái giọng rất là dày.
và nhiều nội lực. Em không hát có bị phô đâu, em không bị phô. Nhưng mà đó không phải là sở trường của em, nên em đang cố gắng, nên là nghe nó cứ lỡ lỡ cái tưởng là bị phô. Chỉ có điều không phải là sở trường của em. Còn bạn Trúc Anh, thứ nhất là khen là em chuyển lên giọng gió chỗ vào đoạn điệp khúc á. Em ơi nhìn gió lên khơi, là em chuyển gió rất là tốt. Nhưng mà đoạn 2 là màu áo phong sương, thì anh muốn là em hát giọng thật. Như vậy nó sẽ gây sự đặc biệt hơn. Hy vọng là bạn Trúc Anh sẽ khắc phục được điểm này và hát hay hơn. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Và có lẽ nếu so sánh Tố My, mặc dù là con đường xưa My đã đi vào rồi, nhưng mà chúng ta nhắc lại một chút xíu, rõ ràng đây là một trong những gương mặt thành công nhất bước ra từ solo của Bolero tới thời điểm hiện tại. Ca sĩ Tố My, thưa quý vị, một cái chất mà có lẽ cũng nhiều tranh cãi trong khán giả đấy, phải không anh Vinh? Điều này tôi đồng ý. Tố My là một trong những cái điều chúng tôi rất hãnh diện. Cô ấy có một cái sắc vóc sân khấu sáng, có một cái giọng hát quá ngọt ngào. Có những bạn yêu thích dòng nhạc đó vì một ca sĩ nào đó. Tố My đã làm được điều đó. Và chúng tôi cũng gọi cô ấy là Ngọc Nữ. Lúc nãy ba bạn xuất hiện trên sân khấu chỉ thêm một phần khói lặn thì tôi tưởng là tôi lang lạc vào cõi tiên. Ba bạn rất là đẹp. Trúc Anh thì người đẹp, giọng đẹp, hơi mặn mai một chút. Còn Khánh Linh thì giọng đầy, khỏe, nội lực. Trúc Anh cho thấy được là có nhiều cảm xúc hơn. Nếu một định hướng cho em thì thứ nhất đó là em hát, em cố gắng là đối diện với khán giả nhiều hơn. Thứ hai nữa là chú ý những cái nốt cao. Còn nếu mà nói về Khánh Linh thì tiết chế và cái phần hát của em á, anh nghĩ là nó chưa đủ ngấm. Nếu có một lời khuyên thì em nên tìm hiểu thêm. Và anh rất mong chờ giọng hát này đủ ngấm. Chúc mừng hai bạn rất nhiều. Vâng, cảm ơn bộ tư giám khảo ạ. Và có lẽ dường như mọi ưu thế đang nghiêng về Trúc Anh rất nhiều. Để xem kết quả cuối cùng như thế nào. Và tôi xin được chúc mừng Trúc Anh. Và để biết cặp đấu tiếp theo là ai, hãy xem video clip để xem cuộc gặp gỡ của họ ra sao nha. Cũng đúng theo ý định của mình đều là một nam, nhưng mà không ngờ là bạn nam này quá đẹp trai, rất là điển trai, hay gọi là một hot boy. Em tên Henry. Mình tên Ngọc. Ok, chào anh Ngọc. Tên Henry chắc có lẽ là Henry người Việt Kiều. Henry sang Hoa Kỳ từ lúc Henry 10 tuổi. Và Henry ở Hoa Kỳ được 17 năm. Lâu ha. Yeah. Henry Nguyễn là một Việt Kiều Mỹ. Bạn ấy đã có một sự cố gắng hết sức để phát âm ra tiếng Việt cũng tương đối là chuẩn. Thì đó là một cái sự cố gắng của Henry. Mình tên là Ngọc, hiện tại mình đang là giảng viên của trường Đại học Cần Thơ. Wow. Henry cảm thấy anh rất là thân thiện, cũng làm cho mình bớt run và bớt sợ. Rất là bất ngờ ha, bởi vì cái đối thủ của mình cũng khá là đẹp trai. Cảm ơn anh Ngọc. Có một chút gì đó mình cảm giác như là mình mất lợi thế trước một cái đối thủ hết sức là sáng giá như thế. Em tốt nghiệp Đại học Hàng không ở Hoa Kỳ. Wow. Mà em không theo ngành của mình. Em đam mê nhạc bolero. Thấy cái chất giọng của bạn này trầm ấm với một cái chất tự sự trong đó. Anh Ngọc có một cái giọng rất là mềm, nghe nó rất là êm tai. Henry nghĩ là mỗi người sẽ có một cái cách riêng để trình bày cái bài hát. Tóc này không phải Mạnh Nguyên. Dáng này giống dáng anh hơn. Tròn một là Phú Quý, hai là Tùng Anh. Mai Trần Lâm. Cũng có thể là Mai Trần Lâm ha. Thấy cái kiểu tóc cũng giống như ảnh. Hay quá. Hết sức là bất ngờ, đúng như cái mong muốn của mình. Xem như là một cái thuận lợi ban đầu của mình đối với cái vòng thi này. Anh với ảnh là có vẻ là hợp ạ. Miệng cũng móm móm cũng tựa tựa. Quý vị thân mến, như vậy đây sẽ là một cặp đấu đối kháng khá là thú vị. Giữa một bên là chàng giảng viên đất Tây Đô Hữu Hồng sẽ cùng đối đầu với chàng hot boy Việt Kiều đang làm việc tại hãng hàng không quốc gia Mỹ, Henry Nguyễn. Và trận đấu bắt đầu. Thank you.
Đường thương đâu đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối chôn nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chúa gió trên lối về. Diều trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đắm đường hành. Mình còn ai đâu để vui, khi chó xa vung lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên sám môi. Ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm bỗng giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chúa xót trên bước về. Dù trần ai gọi niềm cay, những suy tư in đắm đường hằn, mình còn ai đâu để vui, khi chút xa vung lầy nhân thế. Có ưu tư buồn phiền lên sám môi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thôi một mình. Rồi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên trong mắt, đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Nghe xót xa ngồi lên trong mắt, đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới. Chưa qua chưa phải là người, trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hiệu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu trăng tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chua xót trên lối về. Diều trần ai gọi niềm cay đắng, I'm
xa vung lầy nhân thế. Có ưu tư buồn phiền lên xa môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình rồi bao đời bằng gương vỡ nát. Nghe xót xa ngồi lên trong mắt, còn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Nghe xót xa ngồi lên trong mắt, còn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Tình cũng quên ta nên hai ta thui thủi một mình rồi bao đời bằng gương vỡ nát. Nghe xót xa gùi lên trong mắt, còn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Nghe xót xa gùi lên trong mắt, đoàn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ôi còn xa. Một tràng vỗ tay thật lớn được không thưa quý vị? Xin chúc mừng. Cái này là phong cách Hiếu vừa học từ Henry Nguyễn. Bạn mang đến một cái màu sắc rất là lạ. Rất cảm ơn Phú Quý đã đến với chương trình và mang đến một phần song ca rất tuyệt vời. Một đầu tay thật lớn thưa quý vị. Phú Quý xuất hiện mùa đầu tiên. Tôi nhớ mãi Phú Quý có một người chị nữa là Kim Thoa. Hai chị em đã gây bão của mùa 1. Phú Quý có một cái dáng tài tử. Càng gặp lại Phú Quý tôi càng thấy bạn ấy phong độ và hát hay lên. Thói đời là một trong những tác phẩm là Phú Quý để lại rất nhiều dấu ấn. Nói về hai này thì lạ nha. Bây giờ nói là tôi nói Henry trước à. Henry là lái máy bay hả? Em tốt nghiệp đại học hàng không Henry Riddle ở Daytona Beach, Florida. Em học hai bằng, một bằng là cho phi công và một bằng để quản lý hàng không. Thật sự mà nói á, màn trình diễn của em nó mang cái tính giải trí rất là cao. Có làm cho người ta phải cuốn theo. Kể một câu chuyện nó như bộ phim mà. Nó có lên cao xuống thấp. Đúng là chất Mỹ á. Hay là bolero kiểu Mỹ á. Là phải có những cái nắm đấm rất là mạnh. Dạ bolero kiểu 007 à. Chính xác. Nhưng mà anh vẫn thích một cái màu như vậy. Bây giờ định hướng ha. Thứ nhất á là trình diễn phải mở mắt cho người ta thấy cái vẻ đẹp mặt á. Hình dáng đã đẹp rồi. Thứ hai là anh đang lo những cái bài nó cần cái độ mềm một chút. Thì không lẽ em cứ mang dao ra em sắc sao? Em vẫn là một trường hợp phải chọn bài cho kỹ. Cái lực của em nó mạnh nhưng mà có cái hay là em biết tiết chế, vẫn có những cái đoạn rất là hay. Xem nó vẫn thấy thoải mái hơn một chút. Còn quay trở lại thầy giáo á, dạy chính trị nhưng mà đi hát rất là mềm. Chỉ có cái điều nếu mà định hướng. Thứ nhất là thầy giáo mà bước lên sân khấu nhiều lúc vẫn còn đang cảm giác đang ứng ở bục giảng. Chưa có bay ra được em hiểu không? Em hát cho nó bay bổng một chút xíu nữa. Còn giọng của em thực sự mà nói nó là đặc biệt thì không đặc biệt. Nhưng mà có cái tình cảm mai mốt em về trường đại học Cần Thơ á, tất cả những sinh viên của em coi sẽ ô ít nhất cũng có một thầy giáo dạy chính trị mà hát rất hay. Hy vọng là em sẽ được khen như vậy nha. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Vũ Thành Vinh. Vì Ngọc, em phát âm chè chữ hơi trật hơi nhiều. Cỏ ưu tư, em gọi là cỏ ưu tư. Rượu trần ai, em gọi là rượu trần ai. Ok, thì cẩn thận với cái chữ đó. Còn với Henry thì cái giọng em cũng rất là lạ đó. Nó mạnh lắm. Ráng kìm hãm cái sự bùng cháy của mình. Mạnh mẽ nhưng mà đừng đi quá lố. Thật ra thì anh cũng rất là thích cái phần trình diễn của em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị Phi Nhung luôn đi ạ.
trầm ngâm rồi. Không nói nên lời luôn rồi. Không nói nên lời. Phi Nhung giờ đang đầu đang nghĩ tới Henry. Trong tim Nhung chỉ có Mạnh Quỳnh mà thôi. Về Hữu Ngọc, bạn có một cái giọng rất là dễ thương, giọng riêng của bạn. Nếu mà Hữu Ngọc mà vô vòng trong nữa thì mình phải cố gắng nhấn nhá, chọn những cái bài hát nào đúng với tâm trạng của mình. Còn Henry, Henry là một cái món ăn lạ. Một món ăn lạ nhất trong cái đêm hôm nay và trong cái chương trình solo cùng Bolero. Nhung rất thích những cái lạ, những cái hay của bạn. Cái khả năng của bạn thì Nhung nghĩ chắc ở một tuần Việt Nam là bạn thành người Việt Nam luôn rồi. Nếu mà trong cái cuộc thi mà có ảnh hưởng gì tới... Dạ không ảnh hưởng tới công việc. Một tuần mà mình nghĩ là mình đã bị mất chóp rồi đó. Dạ em đến đây là em đã bị mất chóp rồi. Em phải chơi hết mình luôn đó chị. Vâng. Solo cùng Bolero chị đi làm suốt năm, chương trình thứ năm chị gặp một món ăn rất là lạ, chị rất là thú vị. Vâng. Bây giờ xin mời ca sĩ Đan Trường có những lời nhận xét ạ. Đối với cái bài hát Thói Đời Này là ca khúc không phải dễ hát. Bạn Ngọc hát cũng có tình cảm, cũng có con nức, nhưng mà em mất cái ngân đặc trưng của Bolero. Còn bạn Harry Nguyễn, anh có lời khen rằng là mặc dầu là em qua Mỹ từ nhỏ, tiếng Việt của em phải nói là rành lắm, văn từ rõ ràng, chủ ngữ biên ngữ không có bị sai cái điểm nào hết, làm cho anh rất là khâm phục ở em. Và với cái tiết mục này thì anh nghĩ rằng là em mang một cái màu sắc rất là mới cho solo cùng Bolero. Dạ, cảm ơn bộ tư giám khảo của chúng ta. Và như vậy để xem là một giọng hát tình cảm và một điều mới mẻ đối với solo cùng Bolero, ai sẽ chiếm ưu thế với cặp đôi này? Tôi xin được công bố Hữu Ngọc, hãy chúc mừng Henry Nguyễn vào vòng trong. Và tiếp nối chương trình, chúng ta cùng xem video clip để xem cặp đối kháng tiếp theo là ai. Ha, em chào chị. Chào em. Đây là một cô bé rất là xinh, dễ thương và em nghĩ là cô ấy sẽ có một cái chất giọng rất là ngọt. Chào em. Em tên gì? Dạ em tên Tri. Tri. Dạ. Chị tên là Trang. Dạ. Nghe giọng em chắc là chị đoán là người miền Tây đúng không? Dạ đúng rồi, em ở An Giang. Chị Đồng Tháp đây. Dạ cũng kế bên ha. Đầu tiên là chị xinh. Nhìn cái dáng bóc á thì em cảm nhận được là chị có cái khiếu của Bolero sẵn rồi. Hiện tại thì Tri đang học gì nè? Dạ hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường đại học sân khấu. Chị thì trước đây thì chị chỉ tham gia một số cái chương trình nhỏ của trường thôi. Ngoài Bolero thì em còn thích thể loại nào nữa? Ngoài Bolero thì em thích ca cổ nè, cải lương. Cái này là em thích từ nhỏ rồi, từ nhỏ em đã thích cải lương rồi. Và lớn lên thì em nghe dân ca Bolero thì em càng thích hơn nữa. Bây giờ thì không biết là em có thể thể hiện một câu hát thật là ngọt ngào, một câu vọng cổ. Dạ. Mẹ ơi con đã về đây sau bao năm dài cách xa thương nhớ. Lòng mang theo niềm vui hớn hở rằng đứa con xa đã khôn lớn nên người. Giọng hát của em rất là ngọt luôn á. Em nghĩ đây là một đối thủ khá là nặng ký. Ở ngoài cái vẻ ngoài xinh xắn dễ thương thì cô bé ấy sở hữu một giọng hát rất là ngọt. Cảm ơn chị. Ở Đồng Tháp á thì đặc trưng là điệu hò Đồng Tháp. Đúng rồi. Thì chị có thể hò cho em nghe 2-3 câu gì không? Bờ đông hai đất nước tôi một dải gấm qua trải bao hưng phế căng qua Việt Nam muôn thuở vẫn ngơ. Hay quá rồi. Hát có cảm xúc lắm. Và giọng chị cực kỳ ngọt nha. Em rất là thích chị. Em sẽ cố gắng hết mình để thi đấu với chị.
dáng người thon thả. Em đoán là Quỳnh Trang. Giống giống Tố My nữa. Ồ, bé Quỳnh Như. Trang Nhật Ký. Nhật Ký. Bài hát này thì chị cũng đã được nghe qua và rất là ấn tượng với phần trình diễn của Quỳnh Như. Chị nhớ là Quỳnh Như đã giành trọn 40 điểm của ban giám khảo với bài hát này. Và như vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem một cuộc đấu được tạo nên từ thí sinh nhỏ tuổi nhất của Solo cùng Bolero 2018, Tú Trì. Sẽ cùng có màn đấu đối kháng với cô gái đến từ vùng đất Sen Hồng, Đồng Tháp, Đài Trang. Và trận đấu xin được phép bắt đầu. Thôi người
âm thầm bên trang nhật ký, lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa nhạt, mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng, lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước xa ngang. Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối, vẫn yêu trong tiếng thương đầy vơi. Quá đâu ngờ ai sẽ duyên tơ, ai làm cho tan giấc mơ, lỡ mong chờ xuôi nên bơ vơ, xuôi tình yêu xa hương. Rõ ràng là trên sân khấu Quỳnh Như là quán quân nhỏ tuổi nhất đến thời điểm hiện tại của solo cùng Bolero, để cùng hỗ trợ cho cặp thí sinh này. Cũng có một thí sinh nhỏ tuổi nhất của solo cùng Bolero 2018. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe nhận xét. Xin mời anh Bo Đan Trường. Có thể nói rằng là Đại Trang có biết hát nhạc Bolero, nhưng mà cái màu của em nó hơi gò bó và cái khuôn khổ mà không phải sở trường của em. Anh thấy là em có sự cố gắng, anh hy vọng là em sẽ tiến xa hơn nữa với dòng nhạc cũng như sở trường của em. Cảm ơn anh ạ. Còn bạn Tú Tri, giọng hát rất là ngọt ngào, truyền cảm lên cao xuống thấp rất là ổn, cách hát của em cũng rất là kỹ nữa. Anh nghĩ là giọng hát của em có thể tiến xa hơn nữa với dòng nhạc Bolero. Và nói về Tú Tri cũng là thí sinh nhỏ tuổi của mùa này, và chúng ta cũng không thể không nhắc đến Quỳnh Như, phải không ạ? Hẳn là nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh cũng còn nhiều cảm xúc và nhiều kỷ niệm với quán quân nhỏ tuổi nhất này. Tôi nhớ là khi mà lựa chọn em vô, tôi phải đấu tranh rất nhiều. Tại lúc em đang 14 tuổi, tôi có nói bạn đã phải cam kết học thật tốt. Và rõ ràng là Quỳnh Như làm hai cái việc rất là tốt. Ngày hôm nay chúng ta mới có một cô bé trưởng thành. Năm nay thì Quỳnh Như cũng đã 16 tuổi rồi. Thì quay trở lại với hai bạn, Tú Tri đúng không? Nếu mà là anh là Quỳnh Như thì anh cũng sẽ chọn bạn. Bởi lẽ là bạn có một cái giọng mà ngân rất là đẹp, giọng hay, và diễn xuất bạn cũng rất là tốt.
Nhưng mà nếu mà định hướng cho bạn á thì cái rung của mình hay nhưng mà không nên lạm dụng. Chỗ nào cần thì chúng ta rung cho thật hay, người ta vỗ tay. Đài trang, kỹ thuật, cái thanh nhạc của em tốt, mà rõ ràng cái kỹ thuật đó nó giúp cho em xử lý bài hát tốt. Nhưng anh lại cần xử lý ở đó cái mùi của bolero thì đúng như em thiếu một chút. Em mà chịu khó tập thêm thì anh vẫn khuyên em là phải nghe nhiều hơn dòng nhạc bolero một chút và ngấm nó thêm một chút thì anh nghĩ em sẽ có thể hát được. Mùa này gần như là 4 quán quân đúng không? Thì có là 3 quán quân hiện diện này đúng không? Còn Lâm Ngọc Hoa tại sao còn không Lâm thấy Hoa thì rất là tiếc. Thì phải nói là tôi cũng rất là vui thì khi mà điện cho em thì hiện nay em đang diễn ở châu Âu. Trước tiên thì Lâm Ngọc Hoa xin cảm ơn Solo cùng Bolero đã cho Hoa được thỏa niềm đam mê ca hát, cũng giống như là được tiến xa hơn trên lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Là một quán quân, đặc biệt là quán quân của mùa đầu tiên, thì Lâm Ngọc Hoa càng ý thức hơn đối với giải thưởng này, càng cố gắng trau dồi kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm. Sự kiện ý nghĩa như thế này mà lại có một cái chuyến lưu diễn ở châu Âu, đem lại ra tiếng hát của mình đến phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, thì Lâm Ngọc Hoa cũng rất là tiếc và cũng không quên dành lời chúc tốt đẹp nhất đến chương trình, cũng như là chúc tất cả các thí sinh của Solo cùng Bolero năm 2018 thật nhiều tự tin, biểu diễn hết khả năng của mình trên sân khấu để giành được nhiều tình cảm của ban giám khảo cũng như là tình cảm của quý khán giả yêu dòng nhạc Bolero. Cố lên! Có nghĩa là các thí sinh của chúng ta bước ra cũng đi khắp nơi để đi diễn. Tiếc một chút thôi, còn tất cả các bạn đã hội tụ về đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây để hỗ trợ cho các thí sinh của chúng tôi trong mùa thế năm nha. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Để cho thấy là các quán quân bước ra đều có sự nghiệp riêng của mình và đều được khán giả đón nhận cả. Bây giờ chúng ta cùng đến với lời nhận xét tiếp theo. Dạ, xin mời chị Phi Nhung ạ. Nhận xét về đài trang chứ. Em có một cái giọng hát trầm, chín mùi á, rất là có hồn. Hai câu đầu tiên là chị biết là em giỏi về dòng nhạc bolero. Cái giọng em rất là trầm, cố gắng nữa thì em sẽ đạt được. Cô Chi thì còn nhỏ nhưng mà có gương mặt dễ thương, thánh thiện. Cái giọng đặc biệt của em á là ngân. Nhưng mà giống như em Vinh nói đó, em sử dụng nhiều quá thì nó sẽ không hay. Lần nào chị Phi Nhung nhận xét thí sinh thì anh Mạnh Quỳnh cũng đều có những cái biểu cảm rất lạ. Không biết là anh đồng tình hay là anh phản đối hay như thế nào. Bây giờ anh cho ý kiến luôn đi ạ. Mặt bị vậy đó. Đồng tình mà dạ, bắt dĩ đó phải đúng không? Đúng rồi, em cũng không hiểu tại sao. Em đâu có biểu không đồng tình cái kiểu đó. Đối với đài trang thì lưu ý những cái nốt thấp, ráng cái ca cho nó chuẩn chút xíu. Em bị đôi khi nó nghe không có rõ chữ cho lắm. Thấy là em có cố chất bolero lắm, tiếp hay không thì cứ cố gắng lên. Còn đối với Tú Tri, mặc dù là em là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong năm này, nhưng mà anh sẽ chọn em là một trong những gương mặt sáng giá nhất của Bolero trong kỳ này. Wow, một trọng tài thật lớn được không ạ? Mặc dù tuổi nhỏ thì gì, anh nghe em ca một cái lời hát với khuôn mặt biểu cảm của em á, nó bi, nó lạ, nó bi lụy, nó không thành. Những cái lời hát đều dồn vô cái đôi mắt của em biểu cảm rất là hay. Nếu là anh Quỳnh chọn nhạc, bảo đảm anh sẽ chọn em những bài nhạc rất là phù hợp với giọng hát của em. Cụ thể một bài đi anh hả? Như là mai em lấy chồng chẳng hạn, hoặc là lấy chồng xa, nói kiểu như vậy. Hoặc nếu mà tuổi học trò thì em có thể em lựa những bài giả biệt trường xưa, hoặc là nỗi buồn hoa phượng, rất là phù hợp. Quá nhiều bài. Xin có bài cho tới 4 bài. Anh ơi, em nói thí dụ mà. Cảm ơn bộ tứ giám khảo đã đưa ra những nhận xét cho Đài Trang và Tú Tri. Cuối cùng thì trời ơi, quan điểm phần nhận xét của chị Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh xuôi chèo mát mái. Chúc mừng anh chị. Bây giờ là lúc căng thẳng nhất, để xem ai sẽ là người chiến thắng để góp mặt vào vòng trong. Và chiến thắng xin được gọi tên Tú Tri. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta đã xác định được 18 gương mặt, 18 giọng hát xuất sắc góp mặt trong vòng chung kết của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5. Và đó cũng đã khép lại đêm thi ngày hôm nay. Chương trình trên đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại! Như vậy, Solo cùng Bolero 2018 đã tìm ra 18 gương mặt xuất sắc bước vào hành trình của vòng chung kết. Lê Vinh, Quang Thành, Trọng Khương, Quốc Hương, La Sinan, Nguyễn Huy, Chế Dũng, Văn Minh, Trường Dũng, Quang Đệ, Henry Nguyễn, Huỳnh Gia Đạt, Lâm Quốc Khải, Như Ý, Dương Huệ, Trúc Anh, Trúc Ly
và Tú Chi. 18 thí sinh bước vào vòng chung kết 1 sẽ cùng đối mặt với những thử thách bất ngờ và gay cấn. Phần thi song ca thử thách với việc khắc phục sở đoản để hoàn thiện giọng hát liệu có tạo nên một cuộc lột xác mới của các thí sinh. Liên tiếp với thử thách hát nối liên hoàn, các thí sinh sẽ phải thể hiện được bản lĩnh trên sân khấu qua từng câu hát để giành lấy cơ hội đi tiếp. Ai sẽ làm tốt nhất và ai sẽ phải rời khỏi cuộc thi. Kết thúc vòng bán kết, Solo cùng Bolero 2018 đã tìm ra 18 gương mặt xuất sắc bước vào hành trình của vòng chung kết. Lê Vinh, Quang Thành, Trọng Khương, Quốc Hương, La Sinan, Nguyễn Huy, Chế Dũng, Văn Minh, Trường Dũng, Quang Đệ, Henry Nguyễn, Huỳnh Gia Đạt, Lâm Quốc Khải, Như Ý, Dương Huệ, Trúc Anh, Trúc Ly và Tú Chi. 18 thí sinh đi tiếp sẽ cùng đối mặt với những thử thách bất ngờ và gay cấn. Ở vòng thi này, họ sẽ phải trải qua thử thách kép. Phần thi song ca thử thách với việc khắc phục sở đoản để hoàn thiện giọng hát liệu có tạo nên một cuộc lột xác mới của các thí sinh. Liên tiếp với thử thách tăng cường hát nối chữ, các thí sinh sẽ phải thể hiện được bản lĩnh trên sân khấu qua từng câu hát để giành lấy cơ hội đi tiếp. Ai sẽ làm tốt nhất và ai sẽ phải rời khỏi cuộc thi? Hãy đến với thử thách kép dành cho nhóm thí sinh đầu tiên trong hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta đã biết được 18 thí sinh, 18 gương mặt, cũng chính là 18 dòng ca chuyển vọng. Tất cả đã sẵn sàng để cùng hướng đến ngôi vị cao nhất trong mùa giải giành giá. Và tôi, Phương Hiếu, kính chào quý vị đang đến với Solo cùng Bolero 2018. Quý vị khán giả thân mến, Solo cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Đặc biệt, với vòng thử thách này, các thí sinh của chúng ta phải trải qua hai thử thách vô cùng gay cấn. Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của một cuộc thi truyền hình, đặc biệt về dòng nhạc Bolero, đó chính là thử thách song ca và thử thách tăng cường. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng chào đón bốn chiếc ghế quyền lực ngày hôm nay. Xin được giới thiệu giám khảo ca sĩ Mỹ Huyền, giám khảo ca sĩ Mạnh Quỳnh, ca sĩ giám khảo Đông Đào. Và cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Và chúng ta cùng chờ xem với thử thách song ca, các bạn sẽ gặp nhau, trao đổi với nhau và cùng nêu lên những ưu điểm và khuyết điểm của mình như thế nào. Hãy cùng đến với cuộc gặp gỡ đầu tiên. Em đang rất là hồi hộp và chờ đợi để biết được người thi song ca cùng với mình ở vòng này. Kỳ rồi thì thi giám đốc với nhau thì đã hát chung với một người nữ rồi. Thì lần này thi, lần này em rất là muốn một người nam. Thế nên là em đang rất là hồi hộp chờ đợi đây. Ủa anh Dũng? Chào em. Trời ơi, em không ngờ luôn. Cảm thấy thật sự là bất ngờ hơn lần trước luôn. Bất ngờ tột độ luôn. Hồi ở bán kết thì cũng gặp nhau rồi, được hát chung nhau cũng rất là mừng. Trúc Ly cũng là một cô con gái hát bolero rất là hay, gặp là mừng liền, là sẽ hát được một bài hát bolero rất là hay. Em thì cũng chuyên bolero, thì anh là khỏi nói luôn rồi, là hát chuyên bolero mà lại có cái giọng mà giống như truyền nhân đi trước nữa. Trong cách trình bày trên sân khấu của anh Dũng thì nó có hơi bị cứng. Cái dòng vừa rồi Trúc Ly hát bán kết cái bài Tôi Học Trò thì theo tôi cảm nhận thấy thì Trúc Ly hát còn hơi bị đều và hơi bị cứng, những cái màu thấy nó hơi bị cũ. Mà lần này thi thì em cũng không biết là sẽ cho bài hát gì nữa. Em mong là một bài hát để mình bộc phát được những cái thế mạnh của mình ra. Dạ, hai anh em có cái giống nhau là hai giọng hát đều cứng và hai cái phong cách nó đều cứng ở trên sân khấu, thì biết đâu được ban giám khảo cho hai cái cứng nó gặp nhau để hóa mềm một chừng. Trước mắt các bạn là 9 con số, các bạn thích con số nào? Em là số 9. Còn riêng em thì em thích con số 7. Và 9 trừ 7 chính là con số của các bạn. 1, 2. Tin nghèo. Bài này nghe cũng lạ quá, cũng rất là lo lắng. Thấy cái bài này nó quá mới với mình. Em thực sự là rất là hoang mang khi mà bắt gặp được ca khúc này. Cực kỳ hoang mang, mà hoang mang không có điểm tựa luôn. Tại vì em chưa hay biết bài hát Tin Nghèo. Em rất là sợ luôn á. Anh cũng vậy. Em hy vọng là anh em chúng ta sẽ chinh phục được ban giám khảo cũng như là khán giả với ca khúc thực sự là quá mới đối với hai anh em mình. Một cặp đôi mà chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ giây phút nào cả. Đều có kinh nghiệm đi hát, nhưng một bên là Trúc Ly, cô gái 24 tuổi đến từ vùng đất Tiền Giang, sẽ cùng
đối kháng với Trương Dũng 39 tuổi đến từ vùng đất Vĩnh Long. Hai vùng đất nối nhau bởi đôi bờ sông Tiền cũng như chiếc cầu Mỹ Thuận trứ danh. Nhưng điều đặc biệt ở vòng đấu trước, với góc nhìn chuyên môn của cố vấn âm nhạc thì dường như hai thí sinh này chưa thể hiện hết khả năng của mình, hát còn quá bản năng mặc dù đã có kinh nghiệm đi hát. Thế thì việc mang đến một thử thách bằng một lựa chọn bài hát khó hơn bắt buộc cặp đôi phải phối hợp nhuần nhuyễn, hòa quyện giọng hát với nhau cũng như là thể hiện cảm xúc như một đôi vợ chồng thực thụ, thì họ sẽ làm như thế nào trong nhạc phẩm mang tên Tinh Nghèo, một sáng tác của Phạm Duy và Hồng Nam. Lời giải sẽ có ngay sau đây. Khắp nơi
tiếng chảy sẽ là khói mây nhịp vui nhớ đời người về. Là hồng soi nghe là khắp nơi tiếng chảy sẽ là khói mây nhịp vui nhịp nhàng vui hò là hò lớn 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 dành một tràng vỗ tay cho Trường Dũng và Trúc Ly. Thưa quý vị, thật sự mà nói không biết là quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo nhìn thấy như thế nào, nhưng Hiếu thì Hiếu tin đây là đôi vợ chồng thật. Tại vì đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn, chồng có lỡ quên lời chút xíu thì vợ nhắc nhẹ, phải không ạ? À? Không biết là giám khảo ca sĩ Đông Đào có cảm nhận được tình cảm vợ chồng trong đó không ạ? À? Đào khen tiết mục này đầu tiên là cái hình ảnh đôi múa đó, cái đôi múa minh họa đó diễn đạt một cái động tác rất là xuất sắc. Nó làm cho dưới này mình nổi da gà. Tại vì mình cảm nhận rằng là dù là họ nghèo cỡ nào mình không biết, nhưng mà cái tình cảm nồng nàn ở trong những cái động tác múa Đào cảm thấy rất là hay. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho biên đạo Yến Nhung và vũ đoàn Việt Hải, thưa quý vị. Còn riêng cái hát, thực ra cái bài hát này thì thử thách quá nặng đối với hai bạn. Ca khúc này là ca khúc nặng ký của nhạc sĩ Phạm Duy, không dễ để nhớ lời. Mà thật sự thì hồi nãy Đào cũng có nhận thấy rằng là bạn quên lời, và Trúc Ly đã nhắc mà nhắc rất là khéo. Trúc Ly rất là có kinh nghiệm sân khấu, nhắc mà vừa diễn xong ngã cái đầu lên vai của người bạn diễn của mình thì rất là tình tứ. Bạn Trương Dũng mình nói trước, với cái giọng thì rất là nam bộ, mà hát một bài Bắc Bộ của ông nông dân miền Nam rập này ra chắc là cua gái ở ngoài miền Bắc nè, cho nên là lấy vợ miền Bắc cho nên cũng chưa có thuần được lắm. Cố gắng tập thêm hơn nữa về cái cách phát âm kiểu miền Bắc thuần một chút xíu nữa thì có thể hát được tốt hơn. Trong bài hát này theo với Đào là chỉ có khó, cái quãng rất là rộng, thấp thì thấp và cao rất cao, cho nên bé Trúc Ly đã sử dụng giọng gió cũng rất là tốt. Cái bài này những thí sinh trước của Solo Bolero đã từng trình diễn, cái đôi Đỗ Hải Hường và Thúy Huyền hát bài hát Tình Nghèo rất tốt ở mùa thi thứ hai. Hải Hường và Thúy Huyền được cái lợi thế thì hai bạn đó là người Bắc, cái chất Bắc hát tốt hơn. Nhưng mà chị Đông Đào ơi, theo Phương Hiếu nghĩ một cách phiến diện thôi thì không biết rằng là ngoài cái việc mà phát âm chưa có chuẩn thì không biết là cái việc mà các bạn tự tin hát bài đó thì có tự tin hát hay không, hay là còn rụt rè, hay là còn chưa dám hát? Tự tin. Tức là các bạn không cần phải nói là phải hát giống chuẩn miền Bắc hay là cái bài thuần của miền Bắc, nhưng mà các bạn hát bằng tấm lòng của đôi vợ chồng nghèo, cho nên Đào cảm nhận ở đâu đó ở cái đôi này là giống như Phương Hiếu nói nãy, là cái này giống như vợ chồng thiệt á, họ tương tác với nhau rất là tốt. Mà anh chồng này thuộc dạng anh chồng hơi hiền lành, cô vợ này hơi lanh hơn chút xíu, cho nên là giống như nhà Đào vậy đó. Tự khai, không đánh mà khai. Thế thì còn chị Mỹ Huyền, chị thấy như thế nào về đôi vợ chồng nghèo này? Chị thì chị vẫn chưa có thích lắm với cái diễn xuất của hai em, tự nó vẫn thiếu một cái gì đó gắn bó với nhau. Em thấy những đôi vợ chồng nghèo của Việt Nam mình thì ta tối lửa tắt đèn có nhau, ta thể hiện cái nắm tay, cái chạm tay, miếng tóc gói luôn giữ lại là thì đó, giống yêu như đương Đông, lắm Đông, rồi giống như Đông chị Đào nói tứ sao nữa chị. Giống như Đông Đào nói, nó bé này lanh hơn nè, chậm mồ hôi nè, rồi ngã đầu vào chồng nè, mà chồng hơi đơ chút xíu. Còn nói về cái chuyên môn thì chị lại thấy giọng của Dũng mạnh nè, và hát rất là tự tin, rất là khá trong cái bài hát này. Còn riêng với Trúc Ly thì vì có những cái nốt quá cao, Ly hát bằng cái giọng ốc nhiều nên không có nghe rõ lời, phải chú ý thêm chút xíu khi mà mình đưa vào cái giọng ốc và những cái đoạn cao trào như vậy thì mình ráng hát cho nó rõ lời. Đương nhiên chị biết đây là cái sự thử thách nghiệt ngã gửi đến cho hai em. Hai em đã thể hiện rất là tốt và chinh phục được chị trong cái tiết mục này. Cảm ơn giám khảo Mỹ Huyền. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh thân mến, anh chuyên song ca với những nữ ca sĩ, thì với anh cái việc mà anh Trường Dũng
đứng ở góc độ là một người đàn ông và ảnh có vẻ mạnh mẽ, ảnh cứng cỏi để cho người phụ nữ hát chung với mình có vẻ mềm mại lả lướt hơn. Điều đó đúng hay sai thưa anh? Đối với Mạnh Quỳnh thì cái tiết mục này rất là hay. Có thể đó là một cái sự diễn xuất rất là vô tư. Trúc Ly là em diễn xuất theo một cô gái rất là thương chồng, lúc nào cũng muốn tình tứ với chồng, nhưng mà anh chồng thì ngược lại giống như là một người nông dân, tay lắm chân bùn thì chỉ biết đi làm lụng mỗi ngày rồi về lo cho vợ cho con. Cho nên mình thấy cái nét diễn của anh Dũng, tuy rằng anh diễn rất là giống như là đơ ở đâu á, nhưng mà thật ra nó lại cái hay, rất là tự nhiên. Thì Mạnh Quỳnh rất là thích cái tiết mục này, nó dễ thương vô cùng. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng mà từ ký của anh Mạnh Quỳnh thì muốn làm một cuộc khảo sát nhỏ với hai người phụ nữ và cả hai người đồng ngồi trên kia. Với chị Đông Đào nha, cái này em hỏi thật, chị phải trả lời thật nha. Chị có thích chồng mình thể hiện một vài cử chỉ, thể hiện sự quan tâm yêu thương của chồng mình dành cho chị ở những chỗ có đông người không? Rất thích. Rất thích luôn đúng không? Ở độ tuổi này chị mới thích hay là chị thích từ lúc từ lớn tới giờ? Lớn tuổi chút xíu thì mới dám, chứ còn thực ra hồi nhỏ thì thể hiện chỗ đông người chứ không dám đâu. À, có nghĩa là sau này mặn mà mặn nồng rồi đó là mới dám. Còn chị Miếu Huyền? Chị thì lứa tuổi nào cũng thích luôn. Đấy, rõ ràng là ở đây quý vị thấy là hai người phụ nữ thành đạt và có bề dày sự nghiệp và có cả khán giả rồi, họ đều thích như vậy. Thế thì anh Mạnh Quỳnh, nếu mà để nói với khán giả của anh thì anh có nên khuyên cho một cơ số đàn ông Việt Nam có nên thay đổi chút xíu để mình thể hiện một chút sự quan tâm hay không anh? Mình nên. Nhất là Trường Dũng là diễn là phải, mai mốt là phải, mặc dù mình là người nông dân, mình chất phác, nhưng mà phải lấy tay lúc mà vợ nắm tay mình thấy nó vuốt tóc là bộ như có một cọng tóc rớt xuống là bộ vuốt lên cái ha, như là mình thương vợ mình. Nhưng mà em nghĩ rằng một người đàn ông còn lại thì ít khi làm điều đó. Không biết là nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh anh có đồng quan điểm không anh ạ? Với anh đó thì anh nói là không nên. Nhưng mà anh sẽ bù ở chỗ khác. Chúng ta trở lại câu chuyện nhé. Có lẽ là việc mà chúng ta nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác nên ca khúc Tình Nghèo này. Rõ ràng là chúng ta thường hay nói là đâu đó nghe nói rằng để hát được nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy thì cũng cần phải có cái kỹ thuật và một cái kỹ năng nhất định thì mới thể hiện được. Đó là một nghệ sĩ rất là tài năng. Đặc biệt là ông có những cái dòng nhạc mà ca ngợi về quê đất nước đó. Ở trong bài Tình Nghèo chúng ta thấy được ở đó. Nghe cái tên không chúng ta thấy tại sao là Tình Nghèo, nghèo nhưng mà là có tình. Nên là về cái sắc độ thì các bạn làm được, nó phải có cái sự hào sảng và cái sự phóng khoáng một chút á. Mặc dù là nghèo nhưng mà sống với nhau tình cảm, nó thể hiện cái bài hát, nó nói về cả cái miền quê của đất nước chúng ta. Nhạc sĩ Phạm Duy có cái hay vậy, để lấy một cái riêng nhưng mà nói cái lớn. Nếu mà chúng ta để ý trong cái bài hát đó, nói cả một cái vùng quê yên đâu, ở đó có những người phụ nữ đúng không, lo cho chồng cho con. Các em hôm nay anh nghĩ làm được cái hào sảng, làm được cái gần gũi, nhưng cái này chưa làm được nè. Về phía mà gọi là hinox á, anh hay gọi là hinox á, thì hơi cứng. Thì gần như là em không dám nhìn luôn á. Cô bé này thì có một cái giọng nhiều lúc hinox nhìn nhìn Trúc Ly là em quên lời liền. Em nhìn bạn diễn mà em không dám nhìn thì em không thể nào tỏ cái cảm xúc đó được, em hiểu không? Em không thể là che giấu cái điều đó được, sân khấu nó sẽ tố cáo em hết. Còn nói Trúc Ly, anh cũng đồng ý với giám khảo Mỹ Huyền là cái giọng ốc á, nhiều lúc nó là hay, nó làm được cái sảng khoái, nó sáng. Nhưng mà nhiều lúc nó làm cho người ta hơi mệt một chút. Nhưng với anh, đây là một bài hát có thể ngồi xem một cách thoải mái, và các bạn đã dẫn mọi người đi vào một cái vùng quê tươi đẹp và trong đó có đôi vợ chồng. Chúc mừng hai em. Bây giờ nè, hai bạn diễn lại và hát lại một cảnh sao cho tình tứ nhất. Có thể điểm này nếu mà các bạn diễn đạt thì giám khảo sẽ cộng thêm điểm cho hai bạn. Rồi nha, bắt đầu xin mời. Mãi mãi nhà siêu, anh là đèn khêu, đôi là lứa yêu, ơn hai mùa là lúa chín ngô nhiều, lúa chín ngô nhiều. Suốt một đêm anh đã cùng em, dưới là bóng trăng, tiếng chảy tre là cối đất nhịp vui, nhịp nhàng vui. Vẫn nhịp. Hiếu ơi là Hiếu. Dạ. Ông rung đến độ mà ông không biết cái tay nào ông được. Mặc dù chồng chú của Trúc Ly nhìn vô bài hát không được. Cảm ơn các bạn rất nhiều với phần thi này và chúc cho các bạn sẽ nhận được sự yêu mến từ đặc biệt là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này. Chúng ta cùng chờ đợi xem cặp đôi tiếp theo là ai quý vị nha.
Em chào anh. Chào em. Hôm nay cũng định mệnh hai đứa mình gắn kết với nhau. Em cũng bất ngờ lắm, tại vì anh Nguyễn Huy hát rất là hay, và đặc biệt là cái giọng của anh rất là dày, cuốn hút và nó nhấn nhá rất là kỹ. Lúc mà thi bán kết thì em đã biết anh hát rất là thước tha, giọng hát rất là ngọt ngào. Cũng có giọng ca là ngọt như mía lùi ngồi đây hả? Cảm ơn anh. Bé Tri hát rất là hay, giọng thì ngọt như mía lùi, tại vì bé học cải lương cho nên là cái âm hưởng và cái chất của bé nó còn cải lương. Bài song ca của mình anh đoán được là bài nào không? Anh nghĩ là song ca thì chắc như là anh ơi, chắc có thể là cái gì đó nó ngăn cách hai đứa mình, cũng là nhờ do chiều cao đó. Bài nào trớ trêu lắm anh hả? Sao em toàn trớ trêu không vậy? Tại sao em không nghĩ bài nào vui vẻ như bài Nối Lại Tình Xưa, hai đứa mình có thể gắn kết lại với nhau? Rồi, xin chào hai thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình Solo Cùng Bolero năm 2018. Các bạn nghĩ các bạn sẽ rơi vào số mấy? Theo anh thì rơi vào số mấy? Anh thì anh thích số 5 với số 9. Em là số 2 và số 7 hoặc là số 9. Anh ba số may mắn của em cũng nằm trong cái dãy số may mắn của Tú Chi, ô thứ 7. Mời hai bạn. 2, 3. Đúng chất định mệnh luôn. Định mệnh. Định mệnh. Cái bài hát định mệnh này thì em đã nghe rồi, và em cảm giác là rất hay và rất rất khó. Đánh ngay trọng tâm đó là sự nhấn nhá của em. Khi mà tập với em qua bài hát này thì bé Tri rất là có điểm nhấn, luyến lấy rất nhiều. Cái cách hát của em thì cũng ngang ngang nhau, rồi xong rồi ảnh cũng hát đều đều, nên là em phải khắc phục những cái điều đó để tốt phần thi Bolero này. Như chúng ta đã thấy, đây là một trong những cặp đôi nhỏ tuổi nhất của Solo của Bolero mùa giải thứ 5. Một bên đó chính là Tú Tri, 19 tuổi, đến từ An Giang. Với Tú Tri là một giọng hát thuần Bolero, đặc biệt phong cách luyến lấy và hát nắng nót từng chữ để chiếm được rất nhiều cảm tình của quý vị khán giả. Còn một bên đó chính là Nguyễn Huy, chàng trai 21 tuổi đến từ Tây Ninh, đặc biệt với giọng hát phù hợp với dòng Bolero cổ điển, để xem hai bạn sẽ vượt qua thử thách của chương trình như thế nào. Và như vậy, liệu rằng một chàng trai vừa bước qua ngưỡng tuổi 20 và một cô gái chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi 20 đẹp nhất của cuộc đời sẽ làm sao để chinh phục ca khúc của tuổi đời hơn 50 năm, đó chính là nhạc phẩm Định Mệnh, một sáng tác của Song Ngọc nhưng vẫn phải giữ lại nét tươi trẻ trong cách hát và cách thể hiện. Họ sẽ làm điều đó như thế nào? Thử thách xin được bắt đầu. Đời
cớ sao lại lắm u sầu. Em khóc mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng nhau. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi là, ủa em thường khi chia tay hay mặc cái đầm hoành tráng vậy? Dạ, tại vì cái này là do tại vì muốn chia tay nhưng cũng phải đẹp á anh. À, chia tay cũng phải đẹp đúng làm không? Làm sao để cho anh luyến tiếc? Mà anh nhớ Tú Chi cao lắm mà sao hôm nay em đứng cũng ngang ngang anh vậy? Dạ, cái lý do là về định mệnh chiều cao của anh và em. Đợi em đã cố ý mang giày có 5 phân à. Dạ, với lại cháu thì cháu không có mang giày độn cao được, tại vì chân cháu bị đứt dây chằng á, cho nên cháu không có đứng cao được. Đặc biệt một cái tiết lộ nữa mà Hiếu sẽ được chia sẻ ở đây để thấy rằng là các bạn đúng cái chất trẻ, đúng cái chất ngây ngô, cả cái phần tính toán ở trên sân khấu hồi nãy quý vị cũng thấy á, là đi tới đâu cười sao, giơ tay làm sao, quay lại ngoái nhìn như thế nào, rồi canh nhạc đưa lên người này quay qua thì cũng tính toán hết, bàn đến một mức độ chi ly như vậy. Là một phần trình diễn Hiếu cảm thấy khá là thú vị. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe những nhận xét từ ban giám khảo nha. À, cô giáo Đông Đào đi. Trời ơi, Nguyễn Huy, thần tượng của cô hồi nhỏ này. À, thực ra một tiết mục hấp dẫn á, nhưng mà cô chỉ tiếc một chút xíu Tú Tri phần sau bè chưa có rõ. Tú Tri giọng hôm nay rất là tốt, cô chỉ khen chứ không có chê nhiều. Tại vì với lứa tuổi này mà đã có một cái cảm xúc để hát nhạc tình cảm như vậy thì đối với cô là cô cảm thấy đủ. Còn Nguyễn Huy thì giọng rất là dày, giọng của con nó có cái nội lực. Cô nghĩ rằng đây cũng là một cái quá trình của con có kinh nghiệm rất là nhiều, vì con đi hát từ bé, cho nên bản lĩnh sân khấu con cũng có. Nhưng có điều con hơi ở cái bỡ ngỡ là con diễn với lại Thu Tri, con còn cái gì đó nó chưa có được thoải mái lắm. Mình cứ tự nhiên mình diễn chính gì nhiều khi, ủa ông xã cô nhà cũng thấp hơn cô mà, đúng không? Thấy mình thương cứ hơn, đúng không? Dạ thấy thương lắm, bé bé xinh xinh thấy thương. Thì mình cứ nên tự tin về bản thân mình nha, mình cũng không có gì để rụt rè, để trên sân khấu mình tương tác với nhau cho nó tốt hơn. Dạ, cảm ơn giám khảo, cảm ơn cô giáo Đông Đào rất nhiều. Và có lẽ Hiếu cũng muốn nhắc lại một lần nữa, vì rõ ràng đặt ra thử thách này cho hai bạn hoàn toàn đánh thẳng vào cái sở đoản của các bạn, chính là chưa bao giờ chia ly.
chưa bao giờ trải qua những cái cuộc sống tình cảm mà nó quá phức tạp như trong một bài hát Hiếu đã giới thiệu là có tuổi đời hơn 50 năm mà lại mang một cái chữ là định mệnh. Cho nên các bạn đã làm như vậy thì Hiếu nghĩ rằng là một cái nỗ lực rất lớn dành cho hai bạn. Sao Hiếu chắc chắn là hai em chưa bao giờ chia ly? Tuổi thơ tôi cũng có những cái mối tình tuổi thơ chứ. Chị hỏi đã chia ly chưa nè? Bây giờ bé Tú Tri trả lời trước. Dạ thời học sinh thì dạ có. Đó, thấy chưa? Đau đớn không? Đau đớn không? Có đủ để mà đau như cái bài hát này không? Nó không có đau dữ như thế. Dạ, còn Nguyễn Huy? Dạ, dạ có ạ. Đau không? Đau theo cái kiểu mà học sinh chia ly mà. Đó, đúng rồi. Chị Mỹ Huyền có một cái lời khuyên cho em là em đã đứng sân khấu từ tấm bé nên em phải đủ kinh nghiệm và đủ cái sự mùi mẫn trên sân khấu khi em xuất hiện trong tiết mục này. Nhưng rất tiếc em lại không làm đủ để có thể chinh phục được chị trong cái tiết mục này. Giọng hát của em sáng, nhẹ nhàng nhưng nó thiếu một cái sự mùi mẫn và cái sự tình tứ ở trong cái giai điệu, ở trong cái lời hát. Đối với bé Tú Tri, trời chị ước gì được cái chiều cao như em để chị mang đôi giày thấp thấp vậy là chị thỏa mãn lắm luôn á. Coi như là trên sân khấu mà mang được như vậy nó không có cực mệt. Khổ, không có cực khổ như chúng ta đó, Huy ơi, khổ quá. Cái nét đẹp của em, cái sự nhẹ nhàng, cái sự mềm mại trong cái tình cảm thể hiện qua cái ánh mắt, qua cái nụ cười và cái nhăn nhẹ nhẹ của em khi em hát ra cái bài hát này, khi em thốt ra một cái lời chia tay hay là một cái lời nghiệt ngã ở trong bài hát. Chị rất là thích cái nét diễn xuất của em. Nhưng bên cạnh đó thì cho chị có một cái lời khuyên. Bài này nó có cái chất sang ở trong đó nên mình không thể luyến lấy nhiều quá. Từ cái chữ dù, chữ từ, cứ đầu câu là em luyến, cuối câu là em lấy. Dù thương tiếc vẫn là xa xôi, thí dụ như vậy, nhưng mà em dù thương tiếc vẫn là xa xôi, thí dụ vậy, không có nên luyến lấy nhiều quá. Giọng hát của em thanh tao và chị tin là em sẽ bước xa hơn nữa trong cái dòng nhạc bolero mà em đã chọn. Anh Mạnh Quỳnh, không biết anh thấy như thế nào với phần kết hợp ngày hôm nay, đặc biệt là đánh thẳng vào sự kết hợp biểu diễn và nâng tầm cảm xúc lên với một ca khúc kinh điển. Trước hết thì Mạnh Quỳnh cũng rất là khâm phục cái sự cố gắng của tụi em, chu đáo về vấn đề ăn mặc cũng như quý vị những cái lúc mà em di chuyển những cái bước movement của trong cái bài hát. Nhưng mà đối với Mạnh Quỳnh thì Mạnh Quỳnh thấy nó có một cái gì đó nó hơi quá. Một cái bóng tụi em bước ra, hai người bước ra rất là hay. Và khi bước ra đứng rồi mình đứng mình hát, mình biểu lộ cái tình cảm của mình với nhau. Không cần phải người đi tuốt bên đây, người đi qua bên kia, người quay lại. Nó làm một cái gì nó rối đi. Anh thấy hai đứa nào hát cũng rất là hay. Nhưng mà hai cái giọng hát nó không có quyện với nhau. Thứ nhất là Tú Tri, em ca cái giọng em ngọt mà kiểu như anh đã nói hồi trưa lúc trước là giọng em rất là sáng và rất là hay. Anh khen. Hôm nay thì đồng ý Mỹ Quyền chút xíu là em luyến hơi nhiều. Cái bài này major thì không cần luyến nhiều. Còn Huy, bữa nay em hát rất là tốt. Tuy nhiên anh thấy một cái gì đó em không có dìu, không có theo cái người bạn diễn của em. Em diễn theo cái phong cách quá trẻ trung đi. Thành thử hai cái giọng hát nó không có quyền với nhau được. Dạ. Thì đó mới gọi là thử thách anh à. Đúng rồi, thì đó mình thì chính vì cái gì cái là thử thách. Ban tổ chức đưa thử thách cho nên các em đã cố gắng rất là nhiều. Thì Mạnh Quỳnh rất là tán thưởng vấn đề đó. Và em vẫn bảo lưu cái quan điểm đó của anh. Thật sự mà nói, đó là góc nhìn của một ca sĩ từng đứng trên sân khấu hát. Yeah. Nhưng với góc nhìn của một đạo diễn đã từng dàn dựng rất nhiều những tiết mục và đòi hỏi các thí sinh phải ứng biến và làm sao nó trở thành một cái câu chuyện, chứ không chỉ đơn giản là đứng tại chỗ mà hát nữa. Đúng. Như nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Mỗi người phải có cái cách của mình để đi. Yeah. Không ai thành công chỉ cho mình cái cách của người đi trước hết. Đúng. Nếu mà các bạn cứ đọc cái sách thành công của người viết trước á, các bạn cứ đọc, các bạn đi, các bạn sẽ thất bại. Đọc để tham khảo, để lấy cái đó làm cái ý mà đi trên con đường của mình. Có những người đứng hát rất hay, có những người đi cũng rất là hay. Nên là anh Mạnh Quỳnh quá đúng là anh để tập trung anh hát, là cái hình ảnh của anh đã tạo ra. Nên các bạn mà bây giờ theo như anh Mạnh Quỳnh hát y chang như anh, chưa chắc ạ. Với anh Vũ Thành Vinh ở vòng trước thì anh kể về từng gương mặt các ngôi sao đã thành danh từ solo cùng bolero đến với chương trình, có những câu chuyện nhỏ rồi. Bây giờ có lẽ vòng này tác giả sáng tác lên bài hát này, có lẽ chúng ta cần biết nhiều thêm về ông. Cảm ơn Hiếu. Thực sự là năm nay là năm thứ năm là Vinh ngồi đây cũng có lý do. Thứ nhất là chúng ta ôn lại kỷ niệm của 5 năm. Yeah. Chúng ta có những cái câu chuyện sau những bài hát, sau những nhạc sĩ, sau những ca sĩ thành danh từ bolero. Chúng ta đang nói về nhạc sĩ Song Ngọc á. Yeah. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, nhạc sĩ Song Ngọc đi về cõi thiên thu á. Ông để lại cho đời á, là trên 300 tác phẩm. Ngày hôm nay Vinh nói nhiều về tác giả để các bạn biết như vậy nè. Khi một người sáng tác một bài nhạc ra, họ phải suy nghĩ rất nhiều để có một bài hát hay.
anh muốn nhắc đến những người tác giả để cho chúng ta phải trân trọng. Tại vì không có họ sẽ không có những bài hát hay như vậy mà truyền từ đời này qua đời kia. Đây là một dòng nhạc xưa nhưng chưa bao giờ cũ. Các bạn nhớ câu đó. Nên các bạn phải làm mới nó trên tinh thần phải hiểu. Và đây các bạn là trẻ nữa nên thử thách các bạn nhập vô một cái vai nào đó các bạn đóng. Nhưng chỉ có cái này các bạn làm chưa tới nè. Dàn dựng ra một cái tiết mục để cho các bạn có cảm xúc thôi. Nhưng khi mình đóng á, mình phải là thật sự là cảm nhận được cái đó. Ở đây nó vẫn thấy cái đóng đóng một chút. Nên là mọi người đang lấn cấn đó, hiểu không? Cái vai diễn mình phải nhập vô. Ai nhập tốt hơn, người diễn siêu đẳng là người ta phải quên mình đang diễn. Còn nếu mình vẫn biết mình đang diễn, có làm mình chưa biết gì hết về diễn. Thì ở trong chỗ này á, thì Huy đang có một chút xíu bị lấn cấn. Nên là cái này rút kinh nghiệm thôi. Hát nhạc tình mà Bolero không thấm là không đạt yêu cầu. Đó, thì ngày hôm nay á, em chưa thấm. Nhưng mà anh khen như vậy này, hai bạn trẻ đã chấp nhận thử thách để mình diễn một cái câu chuyện mà anh theo anh nghĩ là dẫn dắt được người xem. Khen chi sáng, cả hai nghĩa về hình và tiếng đều sáng. Đó là rất là thuận lợi cho một cái người làm đứng sân khấu. Lúc các anh chị nói phải nhớ như vậy nè, mình giỏi luyến lấy thì mình phải tận dụng nó chỗ nào đúng chỗ. Với là đặc biệt, chứ nếu mà mình lạm dụng quá thì nó lại không hay. Vẫn là hai giọng hát đáng để xem và đáng để nghe. Chúc mừng hai em nha. Và bây giờ chúng ta cùng chờ xem cặp đôi tiếp theo là ai sẽ lên sàn với màn đối kháng căng thẳng trong song ca thử thách. Chúng ta cùng chờ xem nha. Đạt cũng đang hồi hộp chờ đợi người bạn sẽ song ca với mình. Chào Henry. Hello. Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe chứ. Bất ngờ không? Bất ngờ không? Bất ngờ chứ. Bất ngờ chứ. Dạ, Henry rất là bất ngờ. Tại vì từ đầu chương trình tới bây giờ á, thì Henry với Đạt trở thành một đôi bạn. Henry rất là mừng khi mà biết được Đạt sẽ song ca cùng Henry. Rất là vui. Hai người đã nói chuyện với nhau thì cũng cả thấy là cũng khá là hợp tính nhau. Như là hôm bữa Henry là hát bài Thói Đời đúng không? Hát ok. Một món ăn mới lạ. Tại vì Henry đã ở Mỹ từ nhỏ rồi, cho nên là cái cách phát âm của Henry nó cũng chưa được chuẩn lắm. Đạt có một cái chất giọng rất là mạnh, rất là ấm. Đạt không có sợ bị thiếu hơi là gì hết á. Lúc nào Đạt cũng giống như là dư năng lượng, dư nội lực. Đạt cũng muốn là cái phần này cả hai mình sẽ tiết chế lại cái phần nội lực đó để mình sử dụng những cái kỹ thuật vô một xíu để cho nó mượt mà cái câu từ. Henry và Gia Đạt là có một điểm tương đồng là cái lực hơi nó rất là mạnh, nội lực quá. Chắc là chương trình cũng muốn là thử thách giữa Henry và Gia Đạt là cái tiết chế kỹ thuật của mình. Xin chào Henry Nguyễn và Gia Đạt, hai anh chàng khoái ca đều cao trên 1m8 và trước mắt các bạn là 9 lựa chọn. Thử thách dành cho các bạn nằm ở con số 1. Mời hai bạn. Chỗ đầu tiên luôn đó. 1, 2, 3. Bài gì? Đàn bà. Ô, đàn bà. Cũng bài này là phải máu lửa. Máu lửa nội lực lắm á. Henry và Gia Đạt á, khi mà tập trung á, thì hai người có quyết tâm á, là trình bày đàn bà này trở thành một cái sản phẩm mới hoàn toàn cho khán giả. Rõ ràng đây là một cặp đôi rất đáng chờ đợi và chính là cặp đôi soái ca của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5 thưa quý vị và các bạn. Một bên đó chính là Henry Nguyễn, quốc tịch Hoa Kỳ, 26 tuổi, anh sở hữu một giọng ca khỏe, đặc biệt là đầy nội lực. Nhưng đôi khi nội lực dư thừa đã làm cho anh có những biểu cảm và những cảm xúc rất khác biệt trong lòng quý vị khán giả. Và đối kháng với anh trong phần thi này đó chính là Huỳnh Gia Đạt, chàng trai trên 1m8 với 1m85 chiều cao như một người mẫu thưa quý vị. Giọng hát rền vang khỏe và cũng tràn đầy tự tin trên sân khấu. Như vậy, thử thách đặt ra cho các bạn đó chính là phải làm sao hòa quyện giọng hát của mình và kiểm soát được nội lực cũng như cảm xúc trên sân khấu. Có một bật mí nhỏ dành cho quý vị và các bạn. Với hai chàng soái ca trên 1m8 của chương trình ấy vậy mà đã từng không biết bao nhiêu lần bị người tình của mình phụ bạc. Thế thì hãy nhìn thẳng vào quá khứ và lấy những cảm xúc của quá khứ hát cho hiện tại để quên đi quá khứ, vượt qua nó và đến với một tình yêu mới. Đó chính là tình yêu dành cho Bolero với nhạc phẩm mang tên Đàn Bà, một sáng tác của Sơn Ngọc. Và phần thử thách xin được bắt đầu.
đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mấy hẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần. Ơi đàn bà ơi, ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt em thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên một kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, ơi đàn bà ơi. Ngọc ngà trăng sao. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt em thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên một kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, đàn bà ơi. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, ôi đàn bà. Đặc biệt là cảm ơn diễn viên Ngô Phương Anh đã hỗ trợ cho hai chàng soái ca của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5. Nhưng mà trước khi các giám khảo chúng ta nhận xét thì Hiếu có một cái game nho nhỏ dành cho hai soái ca của mình. Các bạn chỉ được quyền trả lời đúng
hay sai thôi. Rồi, dạ. Các bạn đã từng yêu đàn bà đúng không? Dạ đúng. Các bạn đã từng yêu rất nhiều đàn bà đúng không? Dạ, dạ đúng. Tương lai các bạn có tiếp tục yêu đàn bà không? Dạ đúng. Dạ có. Ồ, gia đạn suy nghĩ gì em? Tôi thích cái cách của Henry Nguyễn khi mà hát vậy. Đàn bà. Do em hận. Em hận lắm hả? Em hận nhưng mà em vẫn thương. À, thế thì bây giờ em muốn đàn bà hay đàn ông nhận xét trước nè, hai em? Chắc là cho người đẹp đi, cho các người đẹp. À, cho các người đẹp á. Bây giờ dùng từ người đẹp có nghĩa là cũng khéo léo lắm. Thế thì bây giờ hai người đẹp rất đáng yêu ở trên đó, em mời hai chị. Nếu mà nói soái ca cao trên 1m8 chắc là chị Mỹ Huyền trước chứ hả? Hiếu à, sao biết ý chị quá vậy? Dạ, em mời chị. Trước tiên là cho Mỹ Huyền gửi lời khen. Khen cái tiết mục của hai em. Hai em đã làm cho Mỹ Huyền rất là thấm. Và coi như là đã chinh phục được Mỹ Huyền trong cái cách diễn xuất, cũng như là bật ra hết cái nức nở nghẹn ngào, cái oán hận của một người đàn ông đối với một người đàn bà. Henry Nguyễn, em nức nở, em nghẹn ngào, em diễn xuất từ ánh mắt, từ bước chân cho đến bàn tay, em đều toát ra được cái nỗi oán hận, cái sự nghẹn ngào đối với một người đàn bà, cũng như là trong cái lời của bài hát này. Nhưng em mạnh quá, mạnh bạo quá, đàn bà cũng sợ đó em. Em ráng kèm lại chút xíu giùm chị nha. Em nhiều quá nên đâm ra cái nốt của em nó bị cao hẳn lên luôn cái nốt bình thường nữa. Thay vì người ta bị phô là người ta bị tuột xuống, còn em là nó chanh lên trên luôn. Còn đối với Huỳnh Gia Đạt thì có sự tiết chế. Bên cạnh đó thì em cũng tỏ ra những cái nức nở của em, cái cảm xúc của em đối với bài hát này một cách rất là thông minh. Chị cũng được biết là Gia Đạt hát cái dòng nhạc bolero thuần túy cũng rất là hay. Coi như là chị có lời khen Gia Đạt cho cái tiết. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Thật ra mà nói chị Mỹ Huyền thân mến, nếu mà đã thấy Huỳnh Gia Đạt và cả Henry Nguyễn, đặc biệt là Henry Nguyễn ở vòng trước so với vòng này là đã tiết chế nhiều lắm rồi đó chị. Mới có được một Henry Nguyễn trên sân khấu như thế này. Nhưng mà chị chưa biết là Henry Nguyễn về Việt Nam để tham gia cuộc thi solo của Milero tại vì thất tình đó chị. Cho nên đâu đó cái nỗi oán hận nó còn chương huy. Đặc biệt hơn là đến với cuộc thi năm nay, Hiếu cũng chia sẻ với chị và quý vị khán giả luôn là không chỉ có Henry Nguyễn là từ Mỹ về, mà còn có cả các thí sinh từ Đức nè, từ Thụy Điển nè, cũng đã quay trở về Việt Nam để dự thi. Nên tôi hy vọng rằng là mùa sau thì nhiều khán giả mạnh dạn hơn nữa hãy đến với solo của Bolero để chúng ta cùng trải nghiệm, đặc biệt là về quê cha nước tổ để đứng trên sân khấu. Còn bây giờ là lúc mà xin mời có lẽ phải là nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh để nghe anh nói nhiều hơn về nhạc sĩ Song Ngọc, đặc biệt là trong chương trình hôm nay chúng ta được lắng nghe hai bài từ nhạc sĩ này rồi. Bài thứ hai hôm nay là Đàn Bà, như thế nào anh hả? Những người làm chương trình đều có dụng ý. Chúng ta nghe cả hai bài đều là hai bài rất nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc. Thật ra cái bài hát Đàn Bà thì chúng ta thấy ở trong đó rất nhiều cái oán hận đúng không? Chúng ta nghe là nào tôi muốn quên đi loài người, tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Nhưng mà hỏi Henry nè, thật sự nếu mà thế giới không có đàn bà đối với Henry thì sao? Có lẽ là em sẽ đau khổ hơn ạ. Oán hận nhưng mà chúng ta thấy được rằng ở trong đó nó vẫn có cái tình cảm. Nói về hát á thì hôm nay anh khen Gia Đạt hơn, Gia Đạt này tiết chế tốt hơn nè ở những đoạn tình cảm á. Nếu mà nói mà Bolero á của Henry là kiểu 007 của Mỹ thì của Gia Đạt là 114 á. Qua một cái chặng đường mới hai vòng thôi thì Gia Đạt đã thấm hơn, thì có nghĩa là Henry hận quá, hận lâu quá, tuần sau phải bớt đi cái chút xíu tiết chế. Anh rất là lo không biết là vô trong tụi em sẽ tiết chế cái gì, gặp những bài hát tình cảm hơn, cảm xúc hơn. Nói chung hai bạn vẫn đã tiết chế thì nhưng mà Gia Đạt làm tốt hơn. Anh nghĩ cũng là một phần đúng đó, tại Gia Đạt dù sao cũng là ở Việt Nam đúng không, vẫn thấm hơn một cái người từ bên Mỹ chưa có thể một ngày một sớm mà rút cái nắm đấm nhanh như vậy để đưa cái bàn tay xoa nhẹ phụ nữ hơn. Nhưng hôm nay anh xem thì anh có một cái niềm tin rằng hai bạn sẽ làm được cái cảm xúc nếu tập trung hơn nữa. Anh tin là như vậy. Ngày hôm nay tiết mục này anh rất là thích như vậy, nó có tính giải trí cao, người ta xem người ta có cái cuốn hút. Anh nghĩ là tụi em lắng nghe và đi xa nữa thì khán giả sẽ có nhiều cái để xem hơn ở hai bạn này. Cảm ơn. Mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh ơi, cho Hiếu hỏi thêm một câu nữa. Thì với nhạc phẩm Đàn Bà của nhạc sĩ Song Ngọc, anh thích nhất câu nào nhất? Anh thích có một cái câu gì, em đã đến như huyền thoại. Cái câu đó rất hay. Bao nhiêu trách móc nhưng mà em đã đến như huyền thoại. Không đơn giản mà viết cái câu đó đâu. Đã nên tới huyền thoại là em biết cỡ nào rồi. Em tin chắc rằng là đâu đó em của anh cũng đã đến như huyền thoại. Anh Mạnh Quỳnh, còn với hai chàng trai thì anh nghĩ sao? Anh Gia Đạt trước ha. Em hát bữa nay á thì đối với anh là anh thích nhất từ cái đầu tới bây giờ đó.
em giọng em rất là tốt. Tuy nhiên và vấn đề là em hơi hơi diễn sâu quá, giống như em đau khổ. Mặc dù cái lời hát á thì nó không có đau khổ lắm, nhưng mà em làm cái khuôn mặt em nó quá đau khổ đi, thì anh nghĩ nên tiết chế lại chút xíu nữa thì mình sẽ nó sẽ hay hơn. Yeah. Ha. Còn vấn đề giọng hát thì bữa nay em hát rất là tốt, rất rất là tốt. Yeah. Riêng về Henry thì mình có lời khen là bữa nay là em được là 50% cái năng lượng của em giảm bớt rồi đó. Chỉ có một vài đoạn đầu em vô hay bị phô chút xíu thôi. Nhưng mà ráng về mình nghe cái nhạc thêm chút xíu thì có thể em sẽ đi xa hơn nữa trong cái chương trình này. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng đến với cô giáo Đông Đào. Có một cái điều mà cả hai chàng trai đều vướng là khi các em bắt đầu vô đoạn B, cả hai em đều vô sớm nhạc một chút xíu. Ôi là ngay thôi chứ đừng cái vô ôi là sớm một chút xíu là nó bị làm cho nó dàn trải ra. Và nếu như Henry Nguyễn quá mạnh bạo trong cách hát thì hôm nay Gia Đạt vòng trước chị không chấm, chị cũng không biết là em hát nó như thế nào. Nhưng lần này thì chị cảm thấy em nó hơi mệt. Theo chị thì câu đầu tiên mình nên đã từ lâu tôi vẫn thường trong bốn đêm. Em không nên dàn trải là đã từ lâu. No. Đàn ông đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm, rất là từng câu từng chữ bỏ ra nhưng trong đó nó nặng trĩu lòng mình. Tại vì bài này là oán trách chứ không phải tình tứ với đàn bà, cho nên chúng ta có những cái nên kịch tính chút xíu. Và cái thứ hai nữa, chị không thích mái tóc này của em, của Gia Đạt. Tại vì em đã cao, em ốm, em để mái tóc nó dựng dựng trên này nữa, nó làm cho em cái thần sắc của em nó không có được men. Henry để tóc, thì Henry thấp hơn chút xíu, nhưng Henry để tóc như vậy rất là đẹp nha. Chị muốn cả hai hắc bạch công tử đều rất là nhìn rất là đẹp, điển trai như nhau. Huỳnh Gia Đạt có một cái chiến lược rất rõ ràng là từng phòng bạn thay đổi phong cách hoàn toàn, cả về tóc tai và cả cái cách thiết kế kiểu tóc của bạn cũng là dụng ý đó chị à. Ở đây cho thấy là mặc dù hát chung với một soái ca khác nhưng mà tôi 1m85 còn bạn 1m8 thì tôi có quyền cao hơn bạn. Còn riêng về Henry, em có cái dáng sân khấu rất là đẹp, cái điều đó là ai cũng đã công nhận rồi. Nhưng mà cái phát âm của em thì chị cũng nói mình hơi thông cảm là vì có lẽ là em trưởng thành từ ở Mỹ cho nên hát những cái từ nó có những từ nó mắc cười lắm. Nhưng chính vì cái đó nó cũng gây một cái sự khác biệt và dễ thương á. Nếu mà trong Bolero giống như mình nói nãy, hát Bolero kiểu 007 cái điệp viên 007 như thế này á, thì có lẽ là khi mà em Henry Nguyễn mà được một cái dấu ấn ở trong chương trình Solo Bolero lần này thì chị nghĩ chắc sang năm chuẩn bị đón tiếp tất cả các bạn thí sinh người Việt trên toàn thế giới chuẩn bị để đăng ký thi. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Đông Đào và một lần nữa xin cảm ơn bốn vị giám khảo đưa ra những nhận xét cho cặp đôi soái ca của chương trình. Và chúc mừng hai bạn với tiết mục vừa rồi. Chúc mừng cho 6 thí sinh đã vừa hoàn thành xong thử thách đầu tiên, thử thách song ca từ chương trình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách tiếp theo, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Bolero, đó chính là thử thách tăng cường. Thử thách tăng cường dành cho các thí sinh là hình thức hát nối chữ. Đây là một hình thức giải trí dân gian quen thuộc. Hình thức đặc sắc này khi áp dụng cho dòng nhạc Bolero chắc chắn sẽ tạo nhiều hứng khởi và bất ngờ khi từ cuối cùng trong câu hát của thí sinh trước sẽ là từ đầu tiên trong câu hát của thí sinh sau. Giám khảo sẽ đưa ra câu hát đầu tiên. Thử thách tăng cường dành cho nhóm gồm Nguyễn Huy, Henry Nguyễn, Lưu Trúc Ly, Trương Dũng, Huỳnh Gia Đạt và cái tên cuối cùng đó chính là Tú Tri. Thưa quý vị, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhóm 2 này là một nhóm có cả thanh và sắc. Nhưng liệu điều đó có giúp các bạn vượt qua thử thách tăng cường này một cách trọn vẹn hay không? Với thử thách hát nối từ, Phương Hiếu nghĩ rằng là các thí sinh phải có vốn thật nhiều kiến thức bài hát, nhớ thật nhiều câu hát. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là trong tích tắc các bạn phải tìm ra câu hát nào để làm sao từ cuối cùng của câu hát thí sinh trước đó sẽ là từ đầu tiên dành cho câu hát của mình. Thật thú vị phải không ạ? Và chỉ có 3 thí sinh chiếm được nhiều cảm tình nhất từ ban giám khảo mới nhận được điểm cộng mà thôi. Ai sẽ là người làm được điều đó? Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu thử thách này với câu hát gợi ý từ giám khảo Mỹ Huyền. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tâm hình gìn giữ được thôi, hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn
mặt nhớ người. Hôm đi còn gặp nị nỗi suốt đêm những lời nào là nói tặng tâm tình để bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Đời đó em, em hãy hát tiếp chữ đời. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người, nguyện trọn thương trọn nhà. Chàng nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm. Còn hứa gì, biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Tôi biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây. Cuộc sống nào chờ. Con yêu em như thế nào nè? Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay. Mưa đã rơi và nắng đã phai,
trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta vẫn yêu hồn, ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ơ thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù. Thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Hết rồi. Hết thật rồi Ly ơi. Ly kìa. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn lây. Gợp nhớ thương sợi tình cô liêu, ấm thêm lòng ít nhiều. Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta dũng cài lên áo, có ai đâu ngờ hoa tim cả người thương. Muốn Henry phải thương đó. Bằng lúc ta sum vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Em hả? Em đem đi tìm em. Em nè. Bỏ đi, bỏ đi. Em ở nơi nào? Có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên nón gió cuốn mây về. Anh muốn về đúng không? Đúng rồi. Để em dẫn anh về nha. Về đâu nè? Về tới đâu làng con chim sao giang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bom ba, ôi kỷ niệm yêu mãi chân nghèo tọa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mắt rưỡi chưa chàng
vui quá anh ơi. Em vui quá, sao anh không có thấy vui gì hết? Em nói em yêu anh mà sao em lại đưa Huy về về quê em là sao? Ủa không lẽ em dẫn lần hai người về? Ôi trời, vậy thì anh biết tính sao hết. Buồn như ly rượu đây, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn chuyện để say. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt. Buồn như khi gặp mặt, không còn chuyện để vui. Đôi ta như bước trên đỉnh dầu, mà đời luôn cao ngất thương đau. Bao lâu ân ái chưa đậm màu, toàn là cay đắng giết thương yêu. Quá đắng cay anh ơi. Anh hãy nói gì cho em đỡ đau lòng đi anh à. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Tình như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái em như sao diệu dần dần. Tiếng ru bên đêm soi bóng mẹ yêu. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu. Tình nó khổ chứ. Còn cái đời của em nó làm sao? Đời anh khổ vậy hả? Ừ. Còn đời em, em nghe người ta đồn vậy nè. Đời hãy nói rằng
chết ở trong lòng một yên. Vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ khuất thở chẳng biết. Người ta phụ chứ không phải anh phụ. Em nhìn anh như vậy làm sao anh biết được? Nhưng mà anh chỉ biết một điều nè, nghe nè. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho em hay lệ này cho anh, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc. Đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bên. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Em nói phải đó Đạt à. Sao anh? Anh không bao giờ thích có ngày mai. Vì ngày mai... Mai sao anh? Mai nhé hai mình xa nhau. Tội lắm em anh thở dài. Ghi nhé em chuyện vui ban đầu, kỷ niệm một đêm ta trót trao. Yêu nhau đừng phụ nhau. Kỷ niệm một đêm ta trót trao. Mến, có lẽ chúng ta đã thấy được với thử thách tăng cường của nhóm này khá nhiều màu sắc, khá nhiều tươi mới và mang đến những phút giây giải trí thư giãn thật sự dành cho quý vị khán giả theo dõi chương trình cũng như dành cho ban giám khảo. Và lúc này đây cũng sẽ chỉ có 3 thí sinh nhận được điểm cộng từ phía ban giám khảo, và đó là ai? Thưa quý vị, thí sinh nhận được điểm cộng đầu tiên từ thử thách tăng cường xin được chúc mừng, đó chính là Nguyễn Huy. Thí sinh được điểm cộng tiếp theo không ai khác, đó chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất của solo của Bolero, Tú Trì. Chỉ còn một điểm nữa thôi, ai sẽ nhận được điểm cộng này? Thưa quý vị, một điểm cộng còn lại từ ban giám khảo dành cho thử thách tăng cường. Xin được gọi tên Huỳnh Gia Đạt. Bây giờ mới là thời khắc gây cấn và hồi hộp nhất của buổi thi ngày hôm nay. Với nhóm thi này, chỉ có 4 thí sinh an toàn và 2 thí sinh không an toàn. Tôi xin được gọi tên lần lượt 4 cái tên nằm trong nhóm an toàn. Đầu tiên đó chính là Huỳnh Gia Đạt.
thí sinh an toàn tiếp theo của nhóm thi này xin được gọi tên. Chàng xoáy ca Việt Kiều Henry Nguyễn. Hai cái tên an toàn còn lại xin được chúc mừng Nguyễn Huy và dĩ nhiên một cái tên vào nhóm an toàn không ai khác đó chính là Tú Tri. Và như vậy chúng ta có hai cái tên nằm ở nhóm không an toàn, đó chính là Trương Dũng và Trúc Ly. Với sự tranh luận từ ban giám khảo và sự cân nhắc kỹ lưỡng, ban giám khảo đã đưa ra quyết định chỉ một cái tên nữa được quyền đi tiếp cùng solo cùng Bolero. Và ai sẽ là người dừng lại, Trương Dũng hay Trúc Ly? Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nói lời chia tay với Trương Dũng tại solo cùng Bolero mùa giải thứ 5. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây buổi thi ngày hôm nay của Solo cùng Bolero cũng xin phép được khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.